Xin kính chào quý vị và các bạn. Nói đến dòng loa JBL thì trên thế giới có rất nhiều các dòng model khác nhau, và từ bình dân đến cao cấp. Để mà chọn ra một cặp loa nghe nhạc vàng, nhạc bolero hay phù hợp với tiêu chí người nghe tại Việt Nam mình, theo cái quan điểm cá nhân của em và theo những kinh nghiệm của em thì chỉ có cái đôi loa L65 Dubai, đấy là cái phân khúc trên dưới 70 triệu, và cao cấp hơn đó là cái dòng loa JBL L300 Summit, là hai cái phân khúc mà được rất rất nhiều các anh em ưa chuộng. Ngoài cái dễ nghe, dễ ghép, và dòng loa hai dòng loa này còn sử dụng chung một cái dòng loa chép 077 kim cương. Đây là một trong những cái chép được anh em đánh giá rất là cao về cái chất âm tơi nhuyễn và bóc tách. Và hôm nay clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn cặp loa JBL L300 Summit, và em đang phối ghép với chiếc âm ly đến từ thương hiệu Lichmann, có model là L590 AX chạy Class A. Đây là một bộ phối ghép với cái quan điểm của cá nhân em thì vô cùng là tuyệt vời. Đó, rất là hay luôn. Đó, khi các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero và cái dòng nhạc acoustic bây giờ rất là hay. Và bây giờ em sẽ đưa máy quay lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của hai bộ sản phẩm này, và sau đó em sẽ test video. Xin mời quý vị và các bạn đón chờ và trải nghiệm. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn đây là đôi loa JBL L300 Summit. L300 Summit thì là các bác cũng đã biết rồi, phía trên là luôn luôn sử dụng một tấm kính. Đây còn tem logo của đôi loa. Đó. Và thùng quách thì vuông thành sắc cạnh, không bị sứt mẻ gì. Đây là cái phía trước mặt của đôi loa JBL L300 Summit. L300 Summit thì là loa sử dụng 3 đường tiếng. Loa dùng một loa bát 40, màng giấy và gân mút. Đó, cặp loa này tuyệt đẹp luôn các bác. Đó. Rất đẹp. Và củ loa của L300 Summit là sử dụng củ Anico 136A. Đó, và bên trên nó là một kèn và một chép 077 kim cương. Đây là một trong những cái cấu hình loa rất là tuyệt vời, rất là hay. Cặp loa thì rất là tuyệt đẹp. Thùng quách thì không bị sứt mẻ hay là bể lở gì các bác nhé, nên các bác yên tâm. Đó. Và đây chiếc loa bên này. Đây phía trên là lóc kính đây. Đó. Và vô cùng là đẹp. Và clip này thì em quay giới thiệu đến quý vị và test chất âm để các bác cùng trải nghiệm, cũng là một cái cấu hình phối ghép mà nó có nhiều cách khác, phối ghép khác nhau tùy theo đôi tai của từng người. Và với cái cá nhân em thì với chiếc âm ly này thì đánh rất thể hiện rất là thành công. Đó, rất đẹp luôn. Loa nguyên mộc đẹp xuất sắc luôn. Và đây là cái e căng màu xanh. Đó. Đây. L300 Summit thì bên em bán rất là nhiều. Và tiếp theo đó là chiếc âm ly đến từ thương hiệu Lichmann, có model là L590AX. Đây là cái model chạy thuần Class A của hãng, và công suất của chiếc âm ly này lên tới 30W trên một kênh. Phía trên lắp lưng của chiếc âm ly Lichmann này, hai bên là sử dụng hai cái lưới tản nhiệt. Khi chạy Class A nó sẽ nóng thì nó phải có cái chỗ để bốc hơi ra. Đó. Nên là đây là hãng người ta đã tính toán rồi, và phía trên là sử dụng cái nhôm cắt CNC phay xước, rất đẹp, rất xịn sò. Và đây là cái phía trước mặt của chiếc âm ly này, âm ly Richman L590AX AX này, với cái thiết kế là bên tay trái đây nó là cái đường input sinister, là cái đường tín hiệu đầu vào, lai 4, lai 3, lai 2, lai 1 đây, và lăng. Và bên tay phải đây là nó cái volume lê cua. Cái dòng volume lê cua là cái volume đời mới nhất bây giờ, là khi cái volume này thì nó sẽ không dùng cái volume thông thường như ngày trước, là khi nó giảm thiểu cái suy hao tín hiệu khi các bác mở volume lên. Và chính giữa sử dụng hai chiếc đồng hồ VU vậy theo tín hiệu nhạc Richman, dòng chữ ký 590AX, và phía dưới có các núm tinh chỉnh như bát chép, ba lăng và cầu loa.
Chiếc Omni này thì em đang giao lưu với quý vị và các bạn với cái giá thời điểm rất tốt thời điểm hiện tại, đó là giá 78 triệu. Những con này thì cách đây cuối năm ngoái và đầu năm bên em đang bán giá là 81 triệu, 82 triệu. Đó, với một máy đẹp xuất sắc này. Chiếc máy này thì đầy đủ khiển dây nguồn, zin theo máy và đôi loa JBL L300 Summit. Bass này thì em đang giao lưu với quý vị và là giá là 33 triệu. Và bây giờ em sẽ test video, xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm chất âm của bộ đôi sản phẩm này. Chiều nay mình ăn thấy cô đơn.